Giá nhà trung bình ở Việt Nam hiện gấp 23,7 lần thu nhập trung bình hàng năm hộ gia đình, nhích nhẹ từ mức 23,5 hồi 2023. Đây là tỷ số giá nhà trên thu nhập House Price to Income Ratio (HPR) mới cập nhật năm 2024 của nền tảng dữ liệu về chi phí sống Numbel, trụ sở tại Serbia. HPR được tính bằng cách chia giá nhà trung bình cho thu nhập bình quân hàng năm hộ gia đình. Kết quả này đồng nghĩa giá nhà trung bình toàn quốc gấp gần 24 lần thu nhập trung bình một năm của hộ gia đình người Việt. Trong khi đó, chỉ số này theo các chuyên gia sẽ lý tưởng ở mức từ 5 đến 7 lần. Theo Bộ Xây dựng, HPR là phương pháp phổ biến nhất và được sử dụng nhiều nơi trên thế giới khi đánh giá mức độ hợp lý về giá của nhà ở. Chỉ số này cũng được khuyến khích sử dụng bởi Ngân hàng Thế giới và Liên Hợp Quốc. Numbel không công bố dữ liệu đầu vào để tính toán. Tuy nhiên, một số nguồn dữ liệu công bố gần đây có thể tham khảo. Ví dụ, khảo sát mức sống dân cư năm 2022 của Tổng cục Thống kê cho biết trung bình mỗi hộ gia đình Việt Nam là 3,6 nhân khẩu, trong đó có 2,1 nhân khẩu lao động tạo ra thu nhập với bình quân 4,67 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Như vậy, ước tính thu nhập bình quân hàng năm mỗi hộ gia đình năm 2022 là 117,6 triệu đồng. Theo Numbel, HPR Việt Nam năm 2022 là 20,5. Kết hợp hai nguồn dữ liệu này cho thấy giá nhà trung bình vào thời điểm đó khoảng 2,4 tỷ đồng mỗi căn, tính chung tất cả loại nhà. Bất hợp lý giữa giá nhà và thu nhập tại Việt Nam ngày càng tăng, thể hiện qua HPR tại Việt Nam năm nay đã tăng 20,54% so với năm 2019. HPR 2019 đạt 19,66. Tuy nhiên, hãng dịch vụ bất động sản Avison Young Việt Nam cho rằng giá nhà ngày càng xa tầm với của người dân là thực trạng chung ở nhiều quốc gia, chứ không riêng Việt Nam. Giai đoạn 2019-2024, các quốc gia châu Á lân cận như Philippines, Indonesia đều có HPR tăng nhanh hơn Việt Nam, lần lượt 23,69% và 36,83%. Ngược lại, một số nơi đang có tốc độ tăng HPR thấp hơn Việt Nam như Thái Lan 20,76% hay Hàn Quốc 13,21%. Thậm chí, một số thị trường lớn hoặc có giá nhà đắt đỏ hàng đầu thế giới, chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập thậm chí còn thu hẹp. Ví dụ, giá nhà Singapore chỉ còn gấp 14,9 lần thu nhập năm nay so với mức 21,56 vào năm 2019. Hay tại Hồng Kông, giá nhà từng gấp 49,4 lần thu nhập hồi 5 năm trước, hiện giảm còn 32,1 lần. Tại Trung Quốc đại lục, giá nhà gấp 29 lần thu nhập vào năm 2019 và giữ nguyên mức này vào năm nay. Tương tự nhiều nước khi giá nhà ngày càng xa tầm với, nhiều gia đình trẻ tại Việt Nam cân nhắc đi thuê thay vì mua nhà. Theo Avison Young, những thách thức tăng lên khi tiền thuê nhà cũng ngày càng leo thang. Tại hai đô thị lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giá thuê nhà và chi phí liên quan đến nơi ở trên đà tăng trong 3 năm qua. Số liệu từ Tổng cục Thống kê tháng 2 cho thấy chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,43%, trong đó giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,48% và giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,71%, giá điện sinh hoạt tăng 0,78%, nước sinh hoạt tăng 1,73%. Khi giá mua thuê và chi phí sinh hoạt thì có xu hướng tăng, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu nhập của người dân đô thị, nhu cầu nhà ở, vốn là nhu cầu thiết yếu, càng trở nên xa xỉ, theo Avison Young Việt Nam. Công ty này cho rằng giải pháp giãn dân đô thị từ vùng lõi ra vùng cận trung tâm hoặc thậm chí ra các địa phương giáp tranh là một giải pháp giúp giá nhà dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa khoảng 42,6% và dự báo đạt 50% vào năm 2030, bài toán nhà ở cần cách tiếp cận đa chiều hơn. Theo đó, cải thiện nguồn cung được xem là cách bền vững để bình ổn giá mua và thuê. Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam, cho rằng cần xem nhà ở là hạ tầng thiết yếu cho an sinh xã hội như đường xá, điện nước. Theo đó, các chính sách phát triển nhà ở được xây dựng theo đúng trọng tâm nhằm giải quyết vấn đề an sinh, có sự hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư dài hạn của nhà nước cũng như trợ cấp về lãi suất hay tín dụng, ông nhận định. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VAS cho thấy chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội năm 2023 tăng khoảng 38 điểm phần trăm so với năm 2019, còn tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 16 điểm phần trăm. Theo đó, giá căn hộ tại Hà Nội ghi nhận liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Còn giá căn hộ sơ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu bước vào chu kỳ tăng trở lại, cùng với đà giảm chậm dần ở các dự án cao cấp
hạng sang trên thị trường thứ cấp. Trong khi đó, lực cầu mua nhà tăng mạnh không chỉ bởi nhu cầu ở từ sự chuyển dịch của các hộ gia đình thành phố, sự tăng không ngừng của lực lượng lao động, sinh viên đổ về thành phố để làm việc và học tập, mà còn được đóng góp bởi lượng lớn nhu cầu đầu tư tăng lên. Mức độ quan tâm chung cư bán toàn quốc tháng 1 năm 2024 tăng 66% so với cùng kỳ năm 2023. Lượng tin đăng bán bất động sản tăng 46%. Cụ thể, lượng tìm kiếm chung cư tháng 1 năm 2024 tại Hà Nội tăng 71% so cùng kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu tìm kiếm chung cư tăng 59%. Xu hướng này cũng diễn ra trên hầu hết các tỉnh thành khác. Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, bất chấp sự tăng lên mạnh mẽ từ nhu cầu của người mua nhà, nguồn cung căn hộ vẫn phát triển không tương xứng. Tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ mới trong năm ngoái ước đạt 10.500 căn, giảm khoảng 31% so với năm trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung căn hộ mới ước đạt gần 7.500 căn, giảm hơn 50% so với cùng kỳ 2022. Đơn vị này cho rằng nguồn cung căn hộ sụt giảm thời gian qua do số lượng dự án bất động sản được phê duyệt mới ngày càng khan hiếm, trong khi các dự án đang triển khai chật vật bởi những vướng mắc liên quan đến pháp lý và nguồn vốn. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, sau một thời gian dài sụt giảm, nguồn cung căn hộ ở hai đô thị đặc biệt dự kiến sẽ tăng trở lại nhờ sự phục hồi của thị trường cùng nỗ lực gỡ vướng pháp lý cho các dự án của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Nhưng nguồn cung này cần thời gian hoàn thành thủ tục pháp lý trước khi chính thức đưa ra thị trường và chủ yếu đến từ khu vực xa trung tâm. Do đó, dự báo trong ngắn hạn, giá căn hộ tại trung tâm các thành phố lớn tiếp tục duy trì đà tăng. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc nguồn cung sản phẩm nhà ở giá thấp chưa đáp ứng so với nhu cầu và do nhiều chủ đầu tư dự án muốn tối đa hóa lợi nhuận nên giá bị đẩy lên, khiến giá nhà luôn có xu thế tăng. Thậm chí thời gian qua, một số chủ đầu tư bất động sản còn đẩy biên độ lợi nhuận lên tới 30-40%, nhưng việc đẩy giá về lâu dài sẽ gây nhiều hệ lụy tiêu cực cho thị trường, khi nhu cầu về nhà ở của đa số người dân không được đáp ứng. Do đó, muốn kéo giảm giá nhà, trước hết thủ tục hành chính cần nhanh hơn, giúp giảm chi phí để doanh nghiệp tạo ra sản phẩm có lợi, đúng với nhu cầu thật của người dân hiện nay. Cũng đưa ra ý kiến, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính nhấn mạnh các doanh nghiệp bất động sản cũng cần xem xét đa dạng hóa và tiếp tục cơ cấu lại sản phẩm nhà ở, chuyển hướng mạnh sang phân khúc nhà ở thương mại có giá vừa túi tiền, nhà ở thương mại giá thấp. Đây là lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế, vừa có ý nghĩa xã hội nhân văn. Tuy tỷ suất lợi nhuận thấp nhưng ít rủi ro, đồng thời có lợi cho việc xây dựng uy tín thương hiệu của doanh nghiệp. Chuyên gia kỳ vọng cùng với nền tảng của hàng loạt các yếu tố tích cực của thị trường hiện tại, đến năm 2025, khi các bộ luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản mới đã được thông qua theo hướng gỡ khó cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân chính thức có hiệu lực, nguồn cung nhà ở xã hội sẽ bật tăng, mặt bằng giá căn hộ sẽ xuống mức phù hợp hơn cho người dân có nhu cầu ở thực. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thị trường bất động sản trong năm 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.